hả? Đây chúng ta có rất là nhiều chú khủng long đang bị treo vùi dưới lớp bùn các bạn ơi. Wow, lớp bùn màu đen nhìn khá là huyền bí nữa các bạn. Nó che mất màu sắc của những chú khủng long và các loài động vật rồi nha. Wow, cho nên chúng ta vẫn chưa biết đây là những chú khủng long có màu sắc như thế nào nha các bạn. Có một cách để tìm hiểu nha, là chúng ta sẽ cùng đem tất cả những vào trong nước thôi các bạn. Wow, nước sẽ đánh bay cái lớp màu đi các bạn ơi. Wow, công việc tiếp theo của chúng ta là nhúng tất cả chú khủng long vào đây nha. Wow. Wow, đầu tiên không phải là một chú khủng long mà là con hà mã đây các bạn ơi. Chú hà mã đang há miệng rất là to các bạn. Wow, chứng tỏ nó đang rất là tức giận các bạn ơi. Wow, răng hà mã rất là đáng sợ luôn các bạn, rất là dài luôn này. Chú hà mã này có lớp da rất là dày bao bọc cơ thể luôn nha, như một cái tấm áo giáp vậy các bạn. Wow, chú hà mã này rất là mập luôn các bạn ơi, cái bụng nó rất là to luôn này. Wow, trông như sức chấp chạm cả đất luôn các bạn. Wow, chú hà mã này rất là to béo luôn nha. Hà mã là một loài động vật rất là ngộ nghĩnh nha các bạn, nó không hề nào thở dưới nước nhưng mà nó có thể ngủ được dưới nước nha. Wow, nó dành phần lớn thời gian trong ngày để ngâm mình trong nước đó các bạn. Wow. Oh, chú hà mã rất là mập rồi các bạn ơi. Wow, trông nó to chưa này. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long bào chúa các bạn ơi. Đây là chú khủng long bào chúa Tyrannosaurus Rex, gọi là khủng long T-Rex các bạn. Đây là chú khủng long cực kỳ nguy hiểm nha, nó cực kỳ nổi tiếng luôn đó các bạn. Wow, các bộ phim của Hollywood về khủng long chắc chắn sẽ có một chú khủng long bào chúa như thế này nha. Con này nó có màu đỏ vàng đen đó các bạn, đuôi rất là dài giúp giữ thân bằng khúc lúc chạy này. Wow, chân sau rất là khỏe nha, hai chân trước thì rất là vô dụng luôn các bạn, rất là nhỏ xíu luôn này. Wow, chú khủng long nhìn khá là to luôn các bạn ơi. Wow, đây là con khủng long thịt rất đáng sợ nha. Wow. Chú khủng long bào chúa có một cái logo Superman này các bạn. Wow. Wow, đây là chú khủng long các bạn ơi, một chú khủng đây là một cái đầu của một con khủng long Velociraptor các bạn. Wow, có màu đen, màu xanh và đôi mắt màu đỏ ngầu nhìn rất là đáng sợ các bạn ơi. Wow, rất là nhiều răng luôn nha, cực kỳ nhỏ luôn, hàm răng rất là to các bạn. Wow, nó có thể đóng vào mở miệng như thế này các bạn. Wow, sợ chưa này. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú tê giác các bạn ơi. Chú tê giác này nhìn rất là to nữa các bạn. Chú tê giác này có một cái sừng lớn, một cái sừng nhỏ nha. Wow, toàn thân chú tê giác được bao bọc bởi một lớp da rất là dày đó các bạn ơi. Wow, cực kỳ dày luôn, như một cái tấm áo giáp vậy các bạn. Chú tê giác này nhìn khá là ngầu nha các bạn. Wow, tê giác là một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt bừa bãi đó các bạn ơi. Wow, cho nên chúng ta phải cùng chung tay bảo vệ loài tê giác nha. Wow, nghe rất là buồn luôn các bạn ơi. Chú tê giác đánh nhau một chú trâu nước các bạn. Wow, chú tê giác màu trắng, chú trâu nước màu đen rất là to nè các bạn. Wow, húp nhau rất là kinh dị luôn nha. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Carnotaurus các bạn ơi. Wow, con Carnotaurus này có hai chân trước nhỏ, hai chân sau to, cái đuôi rất là dài luôn các bạn. Carnotaurus một loại khủng long thật nha, nó sẵn sàng đối đầu với cả khủng long bào chúa nếu như thấy cần thiết nha các bạn. Wow, con khủng long nhìn rất là ngầu luôn các bạn ơi. Wow. Oh, con khủng long Carnotaurus đi săn mồi các bạn, nó có hai cái sừng màu đỏ trông rất là ghê nè các bạn. Wow,
Tiếp theo chúng ta có một chú khủng long có một cái sừng cái sao đồng các bạn ơi, đây chính là chú khủng long Parasaurolophus nha. Chú khủng long Parasaurolophus nhìn khá là ngầu luôn các bạn. Wow, con này nó có màu xanh lá nè các bạn, hai chân trước nhỏ, hai chân sau to, cái đuôi rất là dài con này. Wow, chú khủng long nhìn khá là ngầu nha, nó chuyên đi thành bầy đàn để bảo vệ lẫn nhau các bạn. Đây là con khủng long ăn cỏ nha, nó rất là hiền luôn các bạn ơi. Wow, đuôi rất là dài luôn này. Đàn khủng long Parasaurolophus rất là đông các bạn ơi. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long ba sừng các bạn. Con này có hai sừng lớn, một sừng nhỏ này, trên cổ có một cái sừng, trên cổ một cái vây rất là to luôn này. Wow, chú khủng long nhìn rất là ngầu nha. Wow, chú khủng long này có tên gọi là khủng long ba sừng Triceratops các bạn. Con này nhìn khá là ngầu nha. Wow, chú khủng long nhìn rất là to luôn các bạn, nó có thể nặng đến 5 tấn luôn nha. Wow, trên lưng có gai kéo dài tới tận đuôi luôn này các bạn. Wow. Oh, con khủng long ba sừng Triceratops đang nằm ngủ đó các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long có một cái sừng phía sau đầu các bạn ơi, hay gọi là cái màu của nó nha. Chú khủng long này có tên gọi là Parasaurolophus các bạn. Con này nó có một cái màu, nó có một màu tím và có những chấm bi xanh dương rất là đẹp các bạn. Hai chân trước nhỏ, hai chân sau to và đuôi rất là dài luôn này. Wow, chú khủng long nhìn khá là ngầu nha. Con khủng long nhìn rất là đẹp các bạn. Wow, đây là con khủng long cỏ rất hiền lành các bạn ơi. Wow. Wow, đàn khủng long Parasaurolophus rất là đông các bạn. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú báo đốm các bạn ơi. Chú báo đốm màu vàng, những cái đốm màu đen này các bạn. Wow, con này có đuôi rất là dài nha. Thân hình rất là cơ bắp luôn các bạn. Wow, bốn chân rất là to và cơ bắp chạy rất là nhanh luôn nha. Wow, chú báo này chạy rất là nhanh luôn các bạn. Wow. Oh, chú báo đang nằm nghỉ ngơi đây các bạn ơi. Nó rất là to, có da đều hoa văn rất là đẹp các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Dimetrodon các bạn ơi. Dimetrodon là một con khủng long có vây lưng rất là to nha. Wow, con này có răng cũng rất là nhọn các bạn. Bốn chân rất là to và cái đuôi rất là dài nha. Wow, chú khủng long nhìn khá là ngầu các bạn ơi. Đây là con khủng long có cái vây lưng rất là to các bạn. Wow, trông rất là ngầu nha. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long ba sừng này các bạn ơi. Nó có hai sừng lớn và một cái sừng nhỏ này. Trên cổ nó có một cái vây rất là to, xòe ra có những cái gai này các bạn. Trên lưng nó cũng có gai luôn nha, đuôi rất là dài luôn. Đây là chú khủng long ăn cỏ nha các bạn. Mặc dù nó rất là to nha, nó có thể nặng đến 5 tấn nữa các bạn. Wow. Đây là chú khủng long rất là hiền nha. Nhưng mà khi nó mà bị xâm phạm, khi nó mà bị đụng đến thì nó sẽ tấn công lại nha các bạn, nó sẽ phản kháng nha. Wow. Khi mà chú khủng long cỏ hiền lành này bị tấn công thì nó sẽ phản đòn bằng cách là dùng cái sừng nhọn này hút vào cái thù các bạn ơi. Wow. Wow, chú khủng long Triceratops vẫn chưa dậy nha các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Brachiosaurus các bạn ơi. Brachiosaurus là con khủng long rất là to như thế này các bạn. Wow, cổ rất là dài, đặc trưng của nó này. Đôi nó cũng rất là dài nha, bốn chân rất là to các bạn. Đây là con khủng long có thể nặng lên đến 30 tấn nha. Tuy nhiên thì chú khủng long này nhìn khá là ngầu nha các bạn. Wow, nó rất là to các bạn ơi, nó lại rất là hiền đó nha, nó sống theo bầy đàn đó các bạn. Wow, màu đỏ rất là đẹp luôn, có những cái đốm màu bạc này các bạn. Chú khủng long Brachiosaurus cổ cực kỳ dài, trên da có rất là nhiều màu sắc đẹp nè các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khỉ nè các bạn ơi, chú Tinh Tinh nha. Chú Tinh Tinh này rất là to các bạn. Wow, chú Tinh Tinh này nhìn rất là ngầu luôn. Con này nó có hai cái tay đang vỗ ngực các bạn ơi, trông khá là ngầu luôn các bạn. Wow, chú Tinh Tinh này đang vỗ ngực, nó đang tức giận, nó muốn phô trương sức mạnh đó các bạn. Chúng ta không nên tới gần nha, rất là nguy hiểm các bạn ơi. Wow, chú Tinh Tinh này có thân hình rất là cơ bắp và lực lượng này. Wow. Chú khủng long Therizinosaurus đang bị đấm bởi những con Tinh Tinh này các bạn. Wow, nó đấm rất là đau luôn các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Stegosaurus các bạn ơi. Wow, con này có hai dải vây lưng rất là to nha. Wow, kéo dài từ đầu tới đuôi này các bạn. Cú đuôi nó có bốn cái gai này. Wow, nó có màu hồng rất đẹp nha. Nó có hai dải vây lưng rất là to và nhọn các bạn. Đây được xem là khủng long. Đây là chú khủng long có biệt danh là khủng long vây kiếm các bạn. Nghe rất là ngầu đúng không? Tự nhiên đây là chú khủng long cỏ rất là hiền lành luôn các bạn ơi. Wow, rất là đẹp và đặc sắc các bạn, rất là sặc sỡ luôn nha. Wow. Khủng long Stegosaurus đang khoe cái đuôi có bốn gai rất là dài và nhọn đó các bạn.
Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Parasaurolophus các bạn ơi. Chú khủng long có cái sừng sau đầu này các bạn, hay gọi là cái màu nó nha. Chú khủng long là hai chân trước nhỏ, hai chân sau to và cái đuôi rất là dài luôn các bạn. Wow, nhìn rất là ngầu luôn nha. Wow, chú khủng long nhìn rất là đáng ngầu các bạn ơi. Nó rất là to luôn nha. Wow, đây là chú khủng long rất là hiền lành luôn, nó xanh sống trên bầy đàn đó các bạn ơi, lẫn nhau đó các bạn. Wow, nó có màu xanh dương, có một dải màu xanh lá trên lưng này. Oh, những con khủng long Parasaurolophus rất là to này các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Spinosaurus các bạn ơi. Con khủng long này có một cái vây lưng rất là to nè các bạn. Wow, răng rất là nhọn nha. Hai chân trước nhỏ, hai chân sau to và cái đuôi rất là dài các bạn. Wow, cái đuôi dài giúp nó giữ thăng bằng khi chạy nha. Chú khủng long này có vây lưng rất là to luôn các bạn ơi. Wow, màu cam rất là đẹp này. Đây là con khủng long thật nha. Nó sẵn sàng đối đầu với cả khủng long bạo chúa nếu như cần thiết nha các bạn. Wow, trông rất là ngầu luôn. Chú khủng long Spinosaurus đang đi dạo quanh bờ hồ nè các bạn ơi. Có vây lưng rất là to luôn này.